chia sẻ với bạn đoạn đường Thế Lữ nhé, để mọi người có thể tham khảo được vào buổi tối. Hôm nay là thứ bảy, buổi tối gần cuối tháng 7 rồi. Xem thiên nga đấy rất là đông luôn. Bên kia đây. Còn bên này thì bây giờ rất là đông rồi. Rất là đông luôn. Chỗ này là quán bia này. Bia hải sản. Rất là đẹp. Ở bên này thì nói chung là cũng rất nhiều quán mở rồi. Bên kia thì cũng có một số quán. Trước thì bên kia đông hơn nhưng mà dần dần là bên kia rất là ít thôi. Không nhiều lắm. Bây giờ không nhiều lắm. Sau cô ấy bây giờ không nhiều lắm rồi. Bên này thì cái đoạn vỉa hè thì bên này nói chung là cũng rất là rộng, giống như bên kia. Bên này thì vẫn còn xây dựng tương đối nhiều đường Thế Lữ. Nhưng mà được cái là bên này yên tĩnh hơn so với bên kia. Thực sự mọi người ai mà thích sự yên tĩnh hơn thì có thể là kia. Nhưng mà bây giờ thời điểm này vào tháng 7 này này, cuối tháng 7 ấy rồi thì rất là nhiều quán mở ra luôn. Đấy, trà nhím kem tươi. Đây là một quán bia này. Quán Bắc Ba nhỏ. Chỗ đoạn này thì xây dựng nhiều, vẫn đang xây dựng. Nhưng dần dần bên này nhiều quán, có vẻ nhiều quán hơn. Mình biết thì thực ra thì chỉ có một số quán ở bên kia, phía bên đầu đằng này là rất là nhiều quán ở phía bên đường Tam Bạc ấy. Chỗ đoạn này đặc biệt là chỗ ấy này. Đấy, những cái quán nhỏ nhỏ này. Chỗ đoạn này là cái chỗ bên kia là cái chỗ Bắc Việt ấy. Bắc Việt ở trên là sàn. Còn bên này thì rất là đông luôn. Nhiều quán nhỏ nhỏ mở ra rồi rất là đông. Bên đường Thế Lữ rất nhiều quán mở ra rồi. Bên kia nói chung là nhạc sôi động hơn rất nhiều so với ở bên đường Thế Lữ này. Đấy. Bên này thì yên tĩnh hơn. Thật sự là bên này yên tĩnh hơn rất là nhiều luôn.
Đây là một quán mới mở hôm nay này. Vẫn còn hoa chứ này. Nâu 1987 này. Kem Tràng Tiền. Rất là đông luôn. Bụi phố ở đây rồi này. Đang một loạt các quán cà phê đã mở ra. Bên kia cúc gạo xanh đỏ đẹp. Nhiều bên này giờ bên Tam Bạc bây giờ ít quán lắm rồi. Gió mùa cà phê. Một số nhà thì vẫn còn xây dựng. Nói chung là nhà bên này xây dựng nhiều, toàn nhà xây dựng ít nhất phải cao từ 3 tầng trở lên, màu trắng. Chia sẻ với bạn từ trước rồi. Video này quay lại để chia sẻ với mọi người là xong cái thời điểm này thì khu phố đi bộ nó như nào. Các bạn nhìn bên Tam Bạc bên kia, thấy chưa, tối đen. Thứ nhất là đèn đoạn đấy bị mất, thứ hai là các quán như không mở luôn. Chỗ đoạn gần Trần Quang Khải ở đấy. Đoạn Trần Quang Khải kia còn mỗi 2-3 quán kia kìa. Đấy, ánh đèn sáng sáng. Đấy chưa? Còn yên lặng hết trước chưa đoạn này nó ầm thui rồi luôn. Đấy, còn bên này thì chỗ đoạn này thì lúc nãy mình quay ở đây thì họ vẫn đang sửa nhà. Chỗ đoạn này thì bắt đầu lại có quán rồi. Kia trước ẩm lắm. Bên này thấy chưa, yên tĩnh chưa. Mặc dù có quán đoạn này có rất nhiều quán cà phê như Napoli mình đã uống rồi, Bắc Việt mình uống rồi. Chùa Papa. Đúng rồi. Đầu kia là Lạc Long. Đấy, đầu kia là cầu Lạc Long. Đây có những quán nhỏ nhỏ như này. Đấy. Quán nước mía vẫn có. Đầu cầu Lạc Long thì còn mỗi cái quán ở phía bắt đầu Lý Vĩnh Kiệt, cầu Tam Bạc. Còn đây là cầu Lạc Long. Đây là đường ra đường Bạch Đằng. Về phía chỗ nhà mình đó, chia sẻ một chút để anh chị và các bạn có thể tham khảo được cái đoạn đường Thế Nữ vào buổi tối nó như thế nào. Đây mình update thêm thôi, trước thì nó đang được xây dựng rất là nhiều, còn đây là đường Tam Bạc song song cả đường Thế Nữ của mình. Nhưng mà bên này buổi tối rất là yên tĩnh luôn, không có hàng quán gì, mặc đường song song chỉ cách một dãy nhà thôi đấy. Chưa. Yeah.
nhà rồi. Đấy. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ và nhấn đăng ký kênh Tối Ưu Hải Phòng nhé. Mọi người có góp ý gì thì cứ comment ở phía bên dưới để mình có thể thay đổi và chia sẻ thêm cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.